trung thành limousine. Để có một chuyến đi an toàn và vui vẻ, quý hành khách vui lòng dành vài phút để tìm hiểu các chức năng và quy định an toàn. Skybird Bone với cửa lùa tự động giúp tài xế và hành khách thuận tiện khi dừng và đón trả khách. Quý khách vui lòng cài dây an toàn được trang bị riêng lẻ cho từng ghế trong suốt chuyến đi. Đây là khuyến cáo bắt buộc khi lộ trình chúng ta di chuyển phần lớn trên đường cao tốc. Tất cả các ghế đều chỉnh điện, tăng sự tiện lợi thoải mái cho hành khách. Mỗi ghế, chúng tôi đều trang bị máy massage để quý khách tận hưởng cảm giác thư giãn thoải mái. Có 3 chế độ tùy chỉnh massage từng phần của cơ thể như vùng hông, vùng lưng hay cả người, tạo sự thoải mái nhất trong suốt hành trình. Chế độ tự ngắt trong vòng 20 phút trong trường hợp quý khách quên tắt sau khi sử dụng. Ở mỗi vị trí ghế ngồi, chúng tôi trang bị các tiện ích như cổng sạc USB, vị trí gác chân rất thoải mái, cốc để nước. Kế rèm kéo ngang, tùy chỉnh theo từng vị trí, tôn trọng quyền riêng tư của mỗi hành khách. Tất cả những tiện ích Skybird mà trung thành limousine mang đến đều nhằm nâng cao sự hài lòng của quý hành khách trên suốt hành trình.